thể thao VIP chúng con xin chào các anh chị. Xe đạp địa hình Fascino FF126 là mẫu xe đạp địa hình khung thép cường lực có một nít rất dễ sử dụng. Xe phù hợp với mọi người, chất lượng ổn định, giá thì siêu yêu. Xe được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn vì chất lượng và giá cả vô cùng hợp lý. Với vành nhôm hai lớp phuộc nhún, phanh đĩa, tất cả tạo nên một chiếc xe đạp mạnh mẽ và năng động. Xe có đầy đủ ba ga chắn bùn kiểu dáng thể thao với 4 màu đen đỏ, đen xanh, đen xanh lá và đen cam. Với mức giá dưới 3 triệu, ai cũng thể tậu một em. Và bạn Huệ ở thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang muốn mua cho con trai một chiếc xe đạp để tự đi học hàng ngày. Bạn có tham khảo và chốt mẫu Fascino FF màu đen xanh khi liên hệ với shop. Vâng, trước khi nào chưa bao giờ đến với shop xe đạp thể thao với chú Còn lại mua xe đạp thể thao dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng đến như vậy. Anh chị có thể đến trực tiếp shop xem xe, mua xe hoặc mua xe online thì nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Và đây chính là chiếc xe đạp địa hình Fascino FF126 của bạn Huệ đã đặt mua online từ shop xe đạp thể thao Vichucom. Bạn mua chiếc màu đen xanh và ngay bây giờ shop sẽ kiểm tra cũng như giới thiệu nhanh tới chị về mẫu xe đạp Fascino FF126 này. Và toàn bộ thông tin chi tiết về mẫu xe đạp Fascino FF126 shop đã đăng tải trên web xe đạp thể thao Vichucom cùng với giá của xe. Anh chị có thể truy cập theo đường link ở dưới phần mô tả video này, có thể đặt xe trực tiếp trên web hoặc đặt xe qua số điện thoại hotline đều được. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được Fascino FF126 nguyên bản khi mở ra khỏi thùng như thế này đây anh chị nha. Thì anh chị thấy là đã được hãng lắp đặt căn chỉnh hoàn thiện lên tới trên 90% rồi, nên anh chị mua online về hoàn toàn hoàn thiện được chiếc xe đạp hoàn chỉnh, rất đơn giản như lắp bánh trước của xe vào phuộc đây, lắp tay lái vào phô tang này, lắp bê đan, lắp yên vào, kiểm tra hơi là năm bánh được rồi, rất đơn giản như vậy anh chị hoàn toàn yên tâm. Đây là chiếc màu đen xanh, xe đang có 4 màu anh chị nhá, đen đỏ, đen xanh, đen xanh lá và đen cam. FF126 với cấu hình khung thép cường lực sơn tĩnh điện kem sơn rất đẹp và bền màu. Có đầy đủ ba ga chắn bùn cộng bình nước tay lái thẳng. Xe sử dụng một đĩa 1 lít, tức là có một tốc độ này chạy rất là ổn định và rất là bền. Cỡ bánh là 26 inch, vành nhôm hai lớp, phanh đĩa trước sau. Lốp sử dụng lốp 26x1.25. Và shop có tặng kèm thêm một bộ lục giác đa năng 13 chi tiết để hoàn thiện chiếc xe đạp này. Và shop còn rất nhiều mẫu khác để anh chị lựa chọn. Và toàn bộ thông tin chi tiết về các sản phẩm thì shop đăng trên web xe đạp thể thao với chúng con, có đầy đủ giá để anh chị lựa chọn. Từ các kiểu xe, xe đua, xe địa hình, xe thành phố, xe mini, rất đa dạng mức giá để anh chị lựa chọn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao VIP.com.